Một bà Phật tử họ Dương ở Thiên Tân, có cô em dâu hơn 30 tuổi bị bệnh chết đi. Trước khi mất, cô này đã trăn trối yêu cầu chồng hai điều. Một, xin chồng đừng tục huyền, cô không muốn con mình có mẹ ghẻ. Hai, cô chết rồi không được thiêu mà nên bảo quản thi thể trong ngăn đá để cho chồng con đều có thể đến nhìn. Chồng cô thuận miệng hứa đại, nhưng cô chết 3 ngày thì đem thiêu. 8 tháng sau, ông cưới vợ kế. Không bao lâu, cô vợ hai này toàn thân bị bệnh, mà chứng bệnh giống hệt cô vợ quá cố đã mắc phải. Sau đó, cô vợ mới còn tỏ vẻ rất sợ ánh sáng, cứ trốn vào chỗ tối. Phòng lúc nào cũng đóng suốt, ngay cả cửa sổ cũng cho dán kín. Bệnh viện chẩn đoán là bị bệnh tâm thần. Bà Dương hỏi tôi có phải là hồn của cô vợ trước đang gá vào hay chăng? Tôi nói, đúng vậy, cô vợ cũ hiện đang trách chồng là em trai bà, không giữ lời hứa, chẳng chịu thực hiện các điều cô ta yêu cầu và dối lừa cổ. Vì vậy mà cô ta trút giận vào cô vợ kế. Bà Dương hỏi, phải làm sao để hồn cô em dâu chịu bỏ đi? Tôi nói, bà đã là cư sĩ giữ giới ăn chay thì có thể tự mình ở nơi nhà em trai siêu độ vong linh cho em dâu. Hãy vì cô ta tụng 3 bộ kinh Địa Tạng, cầu cô siêu sinh thiện đạo. Trước bàn Phật, bà lập linh vị cho cô ta, thành khẩn tụng kinh 3 bộ, khẩn cầu Phật lực gia trì cô giảng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Nếu chẳng có phương tiện gì, thì trước tiên chỉ cần quỳ tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ là ổn. Bà Dương ngay tối đó bắt đầu tụng kinh siêu độ. Đến sáng ngày thứ tư, tôi đang tĩnh tọa, đột nhiên nhớ đến chuyện bà Dương, thầm nghĩ. Chắc bà ta đã tụng xong 3 bộ kinh rồi, nên cũng muốn quan sát nhìn xem hiện thời em dâu bà đã siêu độ hay chưa. Ngay tức khắc, tôi thấy cô em dâu bà vẫn còn gá vào thân cô vợ kế kia, hơn nữa lộ vẻ rất tức giận. Tôi liền hỏi, chị chồng cô đã tụng 3 bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho rồi, vì sao cô vẫn chưa đi đầu thai vào cõi thiện vậy? Cô phẫn nộ nói, mụ ấy tụng kinh cho tôi mà trong bụng còn lầm bầm rủa xả thế này. Đúng lý mì không được đầu thai, ai bảo lúc sống mì bất hiếu với mẹ ta làm chi? Vì vậy mà tôi không đi, để bọn họ đừng có tưởng là mình ngon. Ngay sáng đó, tôi gọi điện hỏi thăm bà Dương, quả nhiên là đúng y như vậy. Do cô em dâu cũ lúc còn sống hay làm cho mẹ chồng tức giận, nên bà Dương lúc tụng kinh quả thực đã không ngăn được niệm xấu khởi lên. Bà có thầm khởi niệm như vậy, nếu không phải vì em trai ta thì ta đây không thèm siêu độ cho mi đâu. Tôi phê bình tri kiến quá sai lầm của bà Dương, vì đã là đệ tử Phật thì đối với tất cả chúng sinh phải nên từ bi hỷ xả, có đâu lại buông chẳng nổi tâm sân hận như thế. Đây chẳng phải là trên đường tu hành tự dựng lên chướng ngại cho mình hay sao? Bà Dương đã biết lỗi, nói là hôm nay sẽ vì em dâu tụng kinh siêu độ lại, và bà hướng em dâu ngỏ lời xin lỗi. 3 ngày sau, việc này xem như đã giải quyết xong, cô vợ mới hồi phục bình thường. Đây là việc có thực, phàm muốn siêu độ cho ai, tất nhiên người thực hiện cần phải dứt trừ ăn mặn. Ít nhất thì trong thời gian siêu độ phải tuyệt đối ăn chay, không được đụng đến đồ mặn. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng, người ăn thịt không phải đệ tử Phật, cho dù họ chỉ ăn ngũ tân thì dẫu có tuyên thuyết 12 bộ kinh thì thập phương thiên tiên do hiềm kỵ mùi hôi thảy đều lánh xa. Hơn nữa, lúc tụng kinh tâm phải trụ vào kinh văn, không nên phóng tâm hướng ngoại, nếu có chút phân tán phải lập tức kéo về. Bằng không sẽ chẳng đạt được tác dụng siêu độ, phải biết giữ tâm một chỗ, việc gì cũng có thể thành. Sám văn. Đang mang thân phàm thì có lắm nỗi mê, ngoài phương pháp sám hối ra, chẳng có cách nào hay hơn. Ngày nay phải cùng nhau phát tâm dũng mãnh, khởi ý sám hối. Sức mạnh của pháp sám hối không thể nghĩ bàn. Vua A Xà Thế phạm đại tội ngũ nghịch, nhưng sau biết sinh tâm hổ thẹn, ăn năn tự trách, nên tội nặng trả nhẹ. Pháp sám hối này khiến người tu hành được vui, an ổn. Nếu ai tự định thời khóa, dốc tâm nỗ lực, chí thành lễ bái sám hối, cho đến khi hoàn toàn trong sạch,
mà không cảm được mười phương chư Phật thì không có lý đó. Quả báo do ác nghiệp gây ra có ảnh hưởng rất đáng sợ, cần chịu khó sám hối. Giải thích: tội do duyên sinh, cũng do duyên diệt. Muốn biết nhân đời trước nhìn quả thọ đời này, muốn biết quả đời sau nhìn nhân gieo hiện tại. Hiểu rõ lý này thì không cần tìm cao nhân hỏi lung tung, mà tự mình cũng có thể quan sát nhìn ra nhân quả. Cần y theo lời Phật như pháp tu hành, không sợ khổ nhọc, chẳng sinh tâm lười, nỗ lực sám hối diệt tội thì có thể tự chuyển biến vận mệnh, hóa giải mọi chướng ngại bủa vây trong đời sống, chuyển phiền não thành bồ đề. Tôi ví nghiệp lực như các dãy số của máy di động. Hễ người cần tìm thì bất kể bạn đi đâu, họ đều có thể thông qua số máy mà dò tìm ra bạn. Nghiệp lực đeo theo bạn cũng giống vậy. Cho nên mới có câu: chớ chê thiện nhỏ mà không làm, chớ nghĩ ác nhỏ mà làm. Bởi mỗi một niệm thiện, niệm ác đều tạo thành nhân gieo. Một khi thân tùy tâm động, nghiệp lập tức thành hình. Hiểu nhân quả có thực không dối, đối với ác báo biết hoảng sợ kinh hãi. Tất nhiên lúc nào cũng lo nhiếp tâm, không dám khởi ác niệm. Bởi vì địa ngục không phải là chỗ để bạn du ngoạn. Đã hiểu rõ sức mạnh vi diệu của sám hối thì phải nhanh chóng quyết tâm sám hối tội, tranh thủ diệt hết mầm ác đang tiềm ẩn trong tâm. Chúng ta từ khi sinh ra trong cõi dục giới này, vì chấp trước ái luyến mà biến thành ngu si. Do ngu si nên chìm đắm trong tình yêu nam nữ, hám danh mê lợi, sa vào đầm lầy ái kiến. Do vậy mà mất đi chánh lộ. Cũng do tham ái bị sân si mạn nghi trói buộc. Vì vậy trôi lăn trong tam giới lục đạo, chìm trong biển khổ sinh tử chẳng biết hồi đầu, càng khó biết được nghiệp duyên kiếp trước. Đời này không những tự tạo đủ ác nghiệp làm ô nhiễm bản tâm, còn dạy người tạo ác, tàn phá tịnh mệnh. Chẳng hạn như hướng dẫn người sát sinh ăn thịt, các chương trình gia chánh dạy giết vật chế biến, ca ngợi giết hoặc giới thiệu, chỉ điểm các chỗ ăn nhậu, uống rượu, tà dâm, xúi dục vọng ngữ, trộm cắp, nói phải thành trái, vân vân, đều thuộc tội phá tịnh mệnh người. Tự phá phạm hạnh. Phạm hạnh là pháp tu thanh tịnh đoạn dâm dục. Tu phạm hạnh thành công sẽ sinh lên cõi trời phạm thiên. Mình bị ái dục sai sử chẳng thể giữ, còn muốn phá phạm hạnh người. Việc giới thiệu hoặc hỗ trợ người đi hành dâm đều là phạm đại tội. Trong kinh Địa Tạng giảng, người trong thế giới ta bà cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội, không gì mà không là tội. Có những chuyện nhìn theo phàm phu thì thấy hỗ trợ người là tốt, nhưng nhìn theo con mắt xuất thế thì là tội. Thế gian như mộng huyễn đều là không cứu cánh, mà pháp xuất thế là pháp chân chánh giúp người giác ngộ. Chẳng hạn như việc bạn giết gà mổ cá cho cha mẹ dùng, nếu nhìn theo con mắt thế gian thì bạn là hiếu tử, nhưng nhìn theo pháp xuất thế ắt sẽ định là bạn phạm tội sát sinh, bao gồm cả tội giới thiệu hoặc mời thỉnh, xúi dục người ăn nhậu hải sản, vân vân. Vì vậy, khi báo, đài, các chương trình quảng cáo cho trình chiếu cảnh giết thịt làm thức ăn đều là tạo nghiệp trong vô hình mà không hay. Do không hiểu Phật Pháp nên ngu muội, thành ra làm việc thiện ác lẫn lộn không biết phân biệt. Hiếu thuận đương nhiên là tốt, tương lai bạn sẽ sinh được con hiếu thuận. Nhưng do bạn phạm lỗi sát sinh ăn thịt, tội này nhất định kiếp sau bạn phải đem thân hoàn trả. Vậy bạn nói xem, chuyện này có quan trọng không? Không ai phủ nhận nết tốt. Bạn đã tiết kiệm nhín nhút để mua thịt cá, hải sản về cho cha mẹ dùng. Nhưng chính vì nghiệp sát này mà sẽ có một con hoặc vài con vật tìm đến báo oán và sẽ đầu thai làm con bạn, để tương lai chúng sẽ dồn bạn vào cảnh thống khổ tận cùng. Đến lúc đó, do bạn không hiểu nên sẽ khởi tâm oán trách trời, trách người. Vì sao một kẻ hiếu thuận như bạn lại sinh ra nghịch tử? Mà hoàn toàn không biết đó là do bạn tự làm, tự gánh. Thế nên đã muốn hiếu thuận cha mẹ đúng pháp trọn vẹn thì phải học thuộc câu Phật dạy: các điều ác không làm và sáng suốt hành theo.
Đây mới là chánh đạo. Bạn cần khuyên cha mẹ giữ ngũ giới, tu thập thiện, niệm Phật. Đó mới là hiếu chân chánh. Sám văn. Lại từ vô thỉ đến nay, do thân khẩu ý tạo ra 10 ác nghiệp. Thân phạm sát đạo, dâm, miệng nói láo, nói lời thêu dệt, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, ý tham sân si. Mình tự làm 10 điều ác, còn dạy người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm thập ác. Như thế, trong khoảng một niệm, tâm đã khởi 40 điều ác. Những tội như vậy, vô lượng vô biên. Ngày nay, sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích. Không những mình hành ác là tạo tội thâm trọng, mà cả việc tán thán, khen, xúi người làm ác đều là tội vô biên. Có ai mà không phạm qua? Thí như chúng ta xem phim võ thuật hay cảnh chiến tranh, nhìn các pha đấu đá chém giết tàn nhẫn, không ít người thốt lời tấm tắc bình luận tán dương là đã vô tình tạo tội rồi. Cũng thế, lúc ta xem phim tình cảm khiêu dâm hay đọc truyện tình dục, đa số trong lòng cũng dậy sóng, động niệm theo, chưa kể là có người còn bắt chước theo. Như khi xem phim, sách Đại đạo tặc Giang Dương, Thần Trộm hay phim Điệp viên 007 của Mỹ sẽ gieo ảnh hưởng xấu là trong đám khán giả, ắt sẽ có người bắt chước hành vi đạo tặc trộm cướp, làm y như phương thức giết người, đoạt đồ trong phim. Trong thực tế, đã có nhiều chuyện xảy ra mà báo chí từng đăng tin là bằng chứng. Các phim bạo lực, tình dục, diễn cướp, diễn dâm nhằm câu đông khách, hễ càng cháy vé, vé bán hết sạch thì nghiệp tạo càng lớn. Như vậy, cả ekip thực hiện phim đồi trụy này, tính từ nhà sáng tác, đạo diễn, tài tử Minh Tinh, tương lai sẽ phải vào địa ngục khó có ngày ra. Diễn viên mà diễn mấy cảnh này càng nhập vai sống động thì tội càng lớn. Trong giới điện ảnh, các diễn viên giành được giải Oscar, phần đông họ đều không hiểu tại sao gia đình mình thường bị mất hạnh phúc, bị tan vỡ đến quái lạ. Chẳng hạn như trong 8 vị ảnh hậu đoạt giải Oscar vừa qua, thì đã có 6 vị lâm vào cảnh phải ly hôn hoặc chia tay bạn tình. Người Tây Phương hoàn toàn không hiểu được là do bởi họ từng diễn quá xuất sắc các vai bất lương, khiêu dâm, đạo tặc, nên gia đình họ bị mất hạnh phúc. Việc này là do quả báo của nhân ác kia. Những tác phẩm và phim ảnh bạo lực gieo ảnh hưởng xấu tràn lan khắp nơi ta đều thấy. Như khi John Hinckley ám sát Tổng thống Mỹ Reagan, động cơ tấn công của y xuất phát từ lòng hâm mộ cuồng nhiệt dành cho nữ diễn viên Jodie Foster trong bộ phim Taxi Driver năm 1976. Bộ phim kể về âm mưu ám sát một ứng viên Tổng thống Mỹ, và hắn đã mô phỏng bắt chước theo. Ngày 30 tháng 3 năm 1981, Hinckley mang theo súng và phục kích bên ngoài khách sạn mà Tổng thống Reagan đến dự hội nghị. Lúc 14 giờ 25, theo giờ Washington, khi Reagan vừa bước ra ngoài, John đã nã súng liên tục vào ông và các cận vệ. Tổng thống Mỹ bị thương nặng do viên đạn ghim vào ngực nên phải nhập viện phẫu thuật gấp, nhưng may mắn qua cơn nguy kịch và thoát chết. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2007, xảy ra vụ án giết người thê thảm nơi sân trường Đại học Bách khoa Virginia ở Blacksburg, Mỹ Quốc, do hung thủ Cho Sơn Hui, người Hàn Quốc, cũng là sinh viên Đại học Virginia. Y giết 32 người và làm bị thương nhiều người. Nhìn hình ảnh y cầm hai súng ngắn chĩa ra hung hãn, đây chính là ảnh hưởng từ phim bạo lực Old Boys của Hàn Quốc, bởi hung thủ rất mê và sùng bái phim này. Do vậy mà những nhà sáng tác, biên kịch hay đạo diễn trong thế gian cần ra những bộ phim giúp người hướng thiện. Làm được vậy, không những tạo công đức vô lượng mà còn lưu phúc sâu dày đến cháu con họ. Chỉ cần những băng đĩa này được lưu thế truyền lâu thì phúc của họ càng tăng. Phải biết sách, truyện, phim ảnh gây ảnh hưởng rất lớn. Bằng chứng là trong cuốn Thọ Khang Bảo Giám có ghi rõ, Thi Nại Am viết ra tác phẩm Thủy Hữ nổi danh lưu đời, trong sách toàn tán dương tà ác,
cổ suý nổi loạn, phạm thượng, đối với sát đạo dâm vọng miêu tả tỉ mỉ. Ngay trong thực tế, ông đã chiêu lấy ác báo. Con cháu mình bị câm đến ba đời. Bản thân ông khi tuổi già còn bị tống vào thiên lao, thọ đủ thống khổ, bị trăm bệnh trói thân, sau bị lưu đày, sống đời túng bấn và chết vì thổ huyết. Riêng đại tài tử Kim Thánh Thán, nhân vật cuối đời Minh, đầu đời Thanh, là kẻ văn hay, thơ giỏi, nhưng thường xuyên tạc kinh Phật, do gieo nhân phê bình chú giải, tán tụng Thủy Hử, Tây Sơn Ký, vân vân, là những sách dạy dâm, dạy cướp, ca ngợi tạo phản, mà sau này ông lãnh quả báo bị xử án chém đầu. Đây đều là do bất minh Phật Pháp nên mới để họa khởi từ tâm. Đáng tiếc cho một kẻ có tài, văn chương đầy bụng như Kim Thánh Thán, vì hành sai mà tự hại mình, còn di họa đến tử tôn đời sau. Trong cuốn Duyệt Vi Hiểu Đường Bút Ký, từng kể về Kỷ Hiểu Phong như sau. Mùa xuân năm Mậu Tý năm 1768, Kỷ Hiểu Phong nhìn bức họa săn bắn Phan Kỵ Xạ Miêu Đồ của bạn, liền nổi hứng đề một bài thơ ca ngợi và bày tỏ cảm giác thật sung sướng, khoan khoái khi được uống máu vật trên khoảng sân đầy tuyết. Nào ngờ, vào tháng 8 năm đó, ông bị cách chức xung quân lưu đày đến Ô Lỗ Mộc Tề phục dịch, do gieo nhân đề thơ ca ngợi săn bắn, uống huyết tươi, làm thơ với mục đích mỹ hóa, tô đẹp diệt sát sinh. Cho dù ông không đích thân giết, cũng vẫn phải chịu báo ứng. Bởi chính những câu thơ này đã cổ suý kích động bao người khởi thêm thấy biết hiếu sát sai lầm. Việc này nhắc nhở chúng ta, chớ thấy ác nhỏ mà làm, nhân quả báo ứng chân thật không dối. Chuyện viết sách, lập luận gieo ảnh hưởng đến trăm năm. Thế nên, về viết lách hay nói năng phát biểu, chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng. Trong xã hội hiện nay, đạo đức ngày càng suy, đa số sách báo, phim ảnh đều dựa vào nội dung kích dục, bạo lực, giết chóc để câu khách, không hề biết việc làm này chiêu quả báo vô cùng nặng. Như tạp chí Tình Dục X đứng đầu Mỹ Quốc, người sáng lập là Flynn vào năm 1978 bỗng bị người bắn, tuy giữ được mạng nhưng đến nay vẫn bại liệt. Trong nước ta cũng có một vị viết tiểu thuyết tình dục dâm uế, vừa mới xuất bản thì té lầu, bị gãy cột sống và bại liệt, hôn mê suốt 25 ngày. Sau đó tỉnh dậy, ông tự thuật mình bị ở trong đường hầm hắc ám, dài thăm thẳm, không thấy bến bờ. Đây đều do y viết sách quảng bá tư tưởng bất lương, nên hiện đời mới lãnh họa báo của việc viết bài suối dâm, suối cướp. Nhưng quả báo thực sự nơi đời sau mới là khổ hết chỗ nói. Có một điểm cần cảnh tỉnh quý vị, tuyệt đối không nên giới thiệu người đến chỗ nào ăn nhậu, đừng chỉ nơi thưởng thức gà, vịt, hải sản, hoặc chỉ điểm những nhà hàng, tiệm quán có thức mặn trứ danh. Cũng đừng giới thiệu nơi bán rượu ngon, thuốc hút tốt, bởi vì đây đều là gieo nhân dạy người tạo ác nghiệp. Chúng sinh khổ là do có bạn phụ họa hướng dẫn lầm, giúp làm sai thêm, nên họ phải thọ đủ loại khổ báo. Vì vậy, bạn chắc chắn khó tránh khỏi luật nhân quả nghiêm phạt, và hậu quả còn nghiêm trọng, nặng nề hơn là đích thân bạn tự làm sai nữa. Mọi người chắc vẫn nhớ thuốc lá thơm hiệu Marlboro sản xuất từ năm 1950, được quảng cáo rất xôn tụ tại Mỹ Quốc và được bình là có ảnh hưởng cực lớn vì đã lôi cuốn vô số người, bao gồm thanh thiếu niên đổ xô vào hút. Vì có lợi nhiều nên công ty chế tạo thuốc lá này bành trướng đồ sộ. Nhóm người quảng cáo đã giúp cho thương hiệu Marlboro trở thành thương hiệu bán chạy nhất thế giới. Doanh số của Marlboro đã tăng từ 5 tỷ đô la Mỹ năm 1955 lên tới 20 tỷ đô la Mỹ năm 1957. Nhưng bản thân những người quảng cáo thì sao? Năm 1976, đài truyền hình Anh Quốc từng phỏng vấn 6 vị quảng cáo nổi danh trong đó. Bọn họ niên kỷ chưa già, nhưng thảy đều bị bướu phổi, giãn phế quản, và mấy năm sau thì nối nhau tạ thế.
vì họ quảng cáo trông rất uy vũ, anh tuấn sành điệu, khiến giới thanh niên nhìn thấy là ngưỡng mộ, rất muốn noi theo để được sang trọng, lịch lãm giống họ, và lầm cho hút thuốc là việc tốt, hợp thời đại. Cuối cùng thì cả nhóm quảng cáo này bị quả báo tổn hại sức khỏe, vướng đủ loại bệnh phổi nghiêm trọng. Suối hút thuốc là hành vi hại người, vậy thì làm sao bản thân họ có thể bảo toàn sức khỏe được? Theo nghiên cứu khoa học, hiện nay thì thuốc lá là độc chất gây nên hàng loạt bệnh, bao gồm cả ung thư, góp phần làm ngắn tuổi thọ con người. Do thuốc lá hại chết người nên ai hút là đang tự giết mình dần mòn. Chưa kể những người chung quanh khi hít phải khói thuốc bị di lụy trầm trọng vì họ nhiễm độc nặng hơn. Thế nên dạy người hành thập ác, tán dương thập ác, sai lầm này rất lớn. Trong xã hội hiện nay còn có nhiều nhân vật nổi danh nhưng lại trắng trợn ca ngợi, tuyên bố đồng tính luyến ái, tình một đêm là hợp lý. Họ chấp nhận chuyện đổi vợ, đổi chồng, còn hô hào cổ súy, yêu cầu được hợp pháp hóa các hành vi tà dâm này. Không những họ làm bại hoại nghiêm trọng phong khí xã hội mà còn đầu độc tư tưởng, di hại đến vô lượng vô biên chúng sinh. Thế thì khi họ lãnh quả báo sẽ là ôm trụ đồng nóng đỏ rất thê thảm. Đây chính là những người đáng thương mà Phật đề cập đến vậy. Có những luận thuyết tùy hỷ đối với ác hạnh rất ngu si, như có người cho rằng đi mua vui, chơi gái có trả tiền đàng hoàng, không phải là tà dâm. Để cảnh tỉnh những người đến nay vẫn còn hành thập ác, dạy người làm thập ác, tôi xin kể câu chuyện có thực như sau. Tâm sự kẻ thứ ba. Chẳng biết tôi bắt đầu tự thỏa dục từ hồi nào, chỉ khi bắt đầu học Phật hiểu Pháp rồi tôi mới thức tỉnh, mới biết thỉnh cầu chư Phật, Bồ Tát gia trì và có đủ sức mạnh từ bỏ lỗi lầm triệt để. Hiện giờ dù tôi đã quay đầu sửa đổi, biết sống thiện lương, nguyện dứt ác hành thiện đúng như lời Phật dạy, nhưng tôi vẫn phải kể ra quá khứ xấu xa của mình thay cho lời sám hối. Mong mọi người lấy đây cảnh giác, tự bảo vệ tốt cho bản thân. Hồi xưa, thân thể tôi vốn yếu đuối nên dễ bị cảm. Tuy không mắc bệnh chi nặng nề, nhưng tự thỏa dục chính là nguyên nhân khiến sức khỏe tôi càng thêm suy. Hồi còn là sinh viên, lúc nghỉ hè, về nhà, rảnh rang không việc gì làm, tôi thường tự thỏa dục. Không bao lâu cảm thấy thân thể suy yếu, hay tức ngực khó thở, tim như bị đá đè, tôi giống hệt người sắp chết, nằm liệt trên giường không động đậy. Do bệnh không chuyển tốt nên người nhà nóng ruột khiêng tôi đi bệnh viện, nhưng y viện khám không ra, đành phải về nhà. Trải qua thời gian lâu tôi mới dần hồi phục, lúc đó tôi không hề biết đây là quả báo của tà dâm. Nhưng bây giờ tôi hồi tưởng lại, chính bởi do tôi thường tự thỏa dục nên đã chiêu mời nhiều loại quỷ hấp tinh tìm tới xâm hại, khiến sức khỏe của tôi bị thương tổn suy kiệt. Sau này khi nghiên cứu kinh sách Phật, thực hành thâm nhập rồi, tôi mới ngộ ra. Hồi đại học tôi hay bị đau lưng, dù có xoa bóp trị liệu thì cũng chỉ bớt tạm thời, rồi mấy ngày sau lại đau tiếp. Đi chụp X-quang cũng chẳng tra ra bệnh. Thống khổ này một bề hành tôi. Sau khi xem sách Báo ứng hiện đời rồi, tôi mới phát hiện rằng các chứng bệnh của mình là do ác báo tà dâm chiêu cảm nên. Sau khi ra trường đi làm rồi, thỉnh thoảng tôi cũng tự thỏa dục. Xong thì thấy rất mệt, tinh thần suy, lưng nhức chân mỏi, sắc mặt vàng chạch, toàn thân như không còn sức sống và luôn thiếu tự tin, đôi mắt bạc nhược vô thần. Vì tự thỏa dục quan hệ đến biểu hiện sức khỏe bên ngoài, càng khiến tôi thiếu tự tin. Thời đại học tôi không có bạn trai, do nhân tài dâm xấu tích lũy theo năm dài tháng ròng đã thành là một trong các nguyên nhân khiến con đường tình cảm của tôi luôn gặp chướng. Hồi nhỏ, gặp những kẻ chen vào làm người thứ ba, những kẻ ưa trao tim cho người đã có gia đình, tôi rất khinh thường xem trẻ, ghét cay ghét đắng. Tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy, tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi đi làm người thứ ba, chen vào phá hoại hôn nhân của người khác. Ngờ đâu, cũng có một ngày tôi rơi vào nẻo tệ này và nếm khổ không thể nói, hơn nữa còn chìm xuống tận đáy vực, khó thể thoát ra.
mà đã gieo nhân tà dâm thì số phận luôn không may mắn. Hệt như có ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi cứ nhè những ông có vợ mà bập vào. Hình như chính tố chất tà dâm trong tôi đã xua tôi gặp toàn nẻo đoạn trường. Bởi những chỗ bằng phẳng tôi không bước mà cứ sấn vào nẻo gai châu, để rồi bị châm chích tả tơi, thương tích thống khổ đầy mình. Việc tôi chuyên yêu người đã kết hôn, đây có thể là quả báo của hành vi cười chê, khinh rẻ người hồi nhỏ, và cũng do ác nhân tà dâm của tôi chiêu cảm nên, khiến tôi luôn rơi vào tình duyên bất chính. Trước khi theo gia đình xuất ngoại, tôi quen một ông tên Tuấn, là thầy khí công. Bên khí công gọi ông là đại sư. Lúc đó tôi không hiểu nhiều về Phật Pháp, do tình cờ đọc một số sách thấy khí công và Phật giáo cũng có vài nét na ná nhau, nên tôi ngộ nhận, cho rằng các thầy khí công cũng là hạng tài ba giống như các nhân vật kiệt xuất trong Phật giáo. Thêm phần Tuấn rất khéo che giấu khuyết điểm và luôn bao bọc mình bằng lớp vỏ quyền thuật. Ông cũng hiển lộ vài tà thuật, giống như là thần thông hay yêu thông quỷ thông chi đó, khiến tôi càng ngưỡng mộ sùng bái ông. Do tôi đối với Phật giáo không hiểu gì, mà vào buổi tà sư thuyết pháp như sông Hằng này, thì những kẻ ngu ngơ như tôi rất dễ bị quyến dụ lầm lạc. Do vậy mà tôi xem Tuấn như một nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời. Đối với ông, tôi hoàn toàn tin tưởng, không chút hoài nghi. Còn cho rằng mình đã tìm ra được bậc thầy thông thái để quy y. Đến khi tôi xuất ngoại, dù đang còn đi học, tôi vẫn thường liên lạc với Tuấn qua email. Trong thời gian này, Tuấn bắt đầu than rằng hôn nhân của ông không hạnh phúc, có nhiều khổ tâm khó nói, hiện đang rất muốn ly hôn. Tôi nghe Tuấn than kể, mỗi lòng xót thương an ủi, còn khuyên Tuấn hãy cố gắng bảo vệ hôn nhân của mình, đừng để tan dở. Thư từ qua lại lâu dần, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tuấn, rồi dần dà bị tà niệm dẫn dắt, si khờ rơi vào bẫy rập của Tuấn mà không hay. Tuấn rất muốn xuất ngoại, nhưng không có cách, nên nảy ý muốn kết hôn với tôi, mong có thể nhờ đây mà xuất quốc. Khi đó tôi thật thà, hoàn toàn tin vào những lời đường mật của Tuấn mà không hề đề phòng. Có thể nói rằng trên thế giới này tôi không tin ai bằng Tuấn. Nếu như tình cờ tôi có khởi ý niệm Tuấn đang muốn lợi dụng mình thì tôi dập tắt ngay, vì tôi luôn cho rằng Tuấn không giống bao kẻ tầm thường khác. Chàng rất tội nghiệp và đang có nỗi khổ tâm riêng. Thế là dần dần tôi thành người thứ ba. Khi đã chen vào phá hôn nhân người, tôi còn mê muội cho rằng những gì mình nghĩ, mình làm là hoàn toàn hợp lý, đáng được thông cảm, không hề mang nét phàm trần giống như bao kẻ khác. Thực tế thì dù tôi có viện dẫn đủ lý do để giữ lý đúng điều phải cho mình, thì tất cả chỉ là hành vi tự ngụy tạo vỏ bọc, hòng che giấu tâm tà dâm ích kỷ ẩn tiềm bên trong mà thôi. Bởi trong tình yêu, kẻ thứ ba không có bất kỳ lý do nào đúng đắn, đáng được thông cảm hay tha thứ cả. Vì vừa bước vào con đường phá gia can người thì đã sai thậm tệ rồi. Nhưng lúc đó tôi đâu có đủ trí khôn sáng suốt để tỉnh giác như khi viết những dòng này. Thuở đó tôi hoàn toàn biến thành kẻ lụy tình, si mê với Tuấn. Dù ở rất xa nhau, tôi vẫn ngây thơ trao hết con tim cho chàng, tin rằng sau này Tuấn sẽ là chồng tôi. Do tâm trụ hết vào tình yêu cuồng dại nên tôi đâu có tinh thần mà học tập. Vào lớp tôi không nỗ lực cố gắng, mà hàng ngày toàn giọng ngóng đến giây phút Tuấn lên nét liên lạc với mình. Trong chàng gọi điện tới, quên bén rằng Tuấn là người đã có gia đình, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của vợ chàng. Thậm chí tôi còn xúi Tuấn nên tránh xa tầm mắt của vợ để trò chuyện thật nhiều với tôi. Tôi cho rằng mình hiện rất được Tuấn sủng ái và tha hồ dệt mộng về tổ ấm hạnh phúc cùng Tuấn trong tương lai. Do Tuấn đã tìm được đường xuất ngoại khác nên không bao lâu chàng đối với tôi nhạt nhẽo, không còn quan tâm như xưa, khiến tôi rất suy sụp. Mỗi ngày về nhà tôi đều khóc, lúc nào cũng sầu muộn, không hiểu tại sao Tuấn thay đổi lại như thế. Cuối cùng tôi quyết định về nước tìm gặp Tuấn. Khi tôi lên đường, trời nổi sấm sét chớp giăng, mưa trút ào ào. Tới phi trường, có rất nhiều phi cơ đã hủy chuyến bay hoặc quản lại, nhưng những người ở sân bay không ai có hình dạng thảm hại giống như tôi, bởi vì tôi đang là kẻ có tà tâm. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi cảm giác như lúc đó ngay cả cảnh vật cũng cảnh báo tôi không nên làm việc có lỗi,
Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn chẳng có chút tỉnh giác nào, lòng nhất quyết phải về nước gặp mặt Tuấn cho bằng được. Gặp nhau rồi, Tuấn hứa hẹn sẽ sớm ly hôn vợ để cùng qua sống với tôi. Tôi lại ngây thơ tin vào những lời bịp lừa của chàng và trao hết con tim lẫn thân xác cho Tình Lan. Bởi tôi quá si dại, dù phát hiện Tuấn đối với mình không tốt, nhưng do đã bị niệm mê tình làm cho mù quáng, thêm phần bị ảnh hưởng tà thuật của Tuấn, tôi mất hẳn sự phán đoán khách quan. Về lại trường rồi, hàng ngày tôi vẫn dệt lắm mộng mơ, luôn vọng ngóng mong Tuấn sớm ly dị để kết hôn với mình. Tôi thường hối thúc Tuấn và sao nhãng việc học. Trong giai đoạn này, do tôi tà dâm, tà tư, tà niệm quá nhiều nên thường gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình rơi vào một vực sâu không đáy, có lúc còn mộng thấy mình ăn phân, ăn mọi tạp chất đại tiện dơ uế, có lúc thấy mình đứng trước một sơn động sâu hun hút, không ánh sáng, cùng rất nhiều người đang xếp hàng đồng đi vào đó. Có lúc thấy mình và đoàn người đi đến một sơn động, ngay khi đó thì tên độc không rõ từ đâu bỗng bắn ra như mưa. Những ác mộng này ngày ngày xuất hiện tiếp nối chất chồng, có vẻ như để cảnh tỉnh tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết. Sau này, đến khi tôi quy y Tam Bảo, học Phật rồi, lúc xem kinh Địa Tạng, tôi mới hoảng hốt khi phát hiện ra các điềm mộng mình từng mơ thấy chính là những cảnh giới địa ngục mà trong kinh đã mô tả. Ăn chất đại tiện chẳng phải là địa ngục phẫn giải hay sao? Còn Hắc Sơn Động trong kinh tả, phía đông có một tòa núi Thiết Di, quanh năm không ánh sáng, chính là tôi đã đến chỗ này. Nhưng thuở chưa biết Phật Pháp đó, tôi còn quá si khờ nên không tỉnh giác, cứ tiếp tục sống vô đạo, thất đức. Một ngày nọ, tôi mộng thấy mình đang leo từng nấc thang, tiến lên tới đỉnh cao rồi, trong lòng đang cực kỳ hưng phấn, thì bỗng bị một con chim to bất thần chụp bắt và ném tôi té xuống đất. Tỉnh dậy, tôi thấy rất bất an, bắt đầu lo âu về tiền đồ của mình. Kết quả, không bao lâu, chị giáo sư chủ nhiệm bảo tôi không đủ tư cách để lấy bằng tiến sĩ, chỉ có thể học thạc sĩ thôi. Tôi vô phương biện bác, đành chấp nhận quyết định này. Tiến sĩ rõ ràng bị thủ tiêu, nhưng ngay cả việc tốt nghiệp thạc sĩ cũng quá khó. Trong thời gian này, tôi vẫn không biết thức tỉnh, tiếp tục liên lạc Tuấn. Không may bị vợ ông phát hiện, bà làm ầm náo long trời lỡ đất, bà không ngừng gọi điện, gửi thư và quậy tưng bừng, tới nỗi tôi hết còn có thể học an sống ổn. Tuấn cũng bật liên lạc cùng tôi. Lúc đó tôi thống khổ vạn phần vì những lời có cánh xiết bao mật ngọt của Tuấn cuối cùng cũng đã quá thành phũ phàng. Gia đình tôi cũng trách mắng tôi thậm tệ, khiến tôi càng thương tâm thống khổ. Dù được gia đình giáo huấn nhiều, tôi cũng không tỉnh giác, ngược lại còn luôn oán trời trách người, chẳng hiểu vì sao mình mất bằng tiến sĩ, mất luôn người yêu, biến thành kẻ trắng tay không có gì. Hằng ngày tôi khóc lóc không ngừng, tâm thần ngơ ngẩn, luôn ngóng mong Tuấn liên lạc tôi. Mới nửa năm thôi mà tôi đã già đi rất nhiều. Từ một thanh nữ yêu đời hưng phấn, tôi biến thành kẻ ai oán, chán chường, rầu rĩ. Cũng do tôi từng quan hệ cùng Tuấn nên bị mắc bệnh phụ khoa, hạ thể đau ngứa khôn cùng, nhưng khi đi khám lại không tìm ra bệnh. Căn bệnh này hành hạ tôi một thời gian dài, lúc ngưng, lúc phát, có uống nhiều thuốc cũng không hiệu nghiệm. Bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi. Những khổ đau này khó thể thổ lộ với bất kỳ ai, dù là thân quyến hay bè bạn, nên tôi đành cắn răng chịu. Bây giờ học Phật rồi, tôi mới hiểu đó là báo ứng của tà dâm. Ác báo này không hề sai lệch, nhưng báo ứng vẫn chưa kết thúc. Tốt nghiệp xong, suốt thời gian dài tôi không quen được anh chàng độc thân nào, mà toàn là gặp và quan hệ với những ông đã có gia đình. Bởi do nghiệp tà dâm chiêu cảm, tôi gặp anh A đã có vợ và phát sinh quan hệ. Và cũng trong một ngày, chúng tôi đồng mơ thấy ác mộng. A kể anh mộng thấy đến một nơi bị người cắt thân thể mình ra thành mấy khúc. Tôi nghe vậy rất sợ, bởi vì tôi mộng thấy bị một con hổ cắn xé. Tôi hỏi vợ A tuổi gì, anh đáp tuổi cọp. Tôi lại càng thêm sợ. Cũng có khả năng ác mộng này đang cảnh tỉnh chúng tôi không nên tiếp tục phạm tà dâm, nếu không tương lai sẽ lãnh thảm báo ở địa ngục. Nếu chẳng có luật nhân quả thì tại sao chúng tôi
lại đồng thời mộng thấy ác cảnh nơi địa ngục. Trong suốt thời gian yêu đương bất chính, tôi và A công tác luôn gặp bất lợi. Còn xảy ra chuyện lạ là không biết vì sao cấp trên của anh A 2 tháng trước đã tự kết thúc hợp đồng lao động với anh, khiến anh phải lao đao lo tìm việc mới. Công việc của tôi cũng vậy, luôn bị dồn ép, ngăn trở, bị kéo dài dây dưa hoặc khó thành. Cũng do vì tôi muốn kết hôn với A nên thường xảy ra cự cãi. Có lần tôi còn định dùng việc tự sát để uy hiếp, buộc anh phải sống với tôi, nhưng chẳng ích gì, cuối cùng hai đứa vẫn chia tay. Từ đó cuộc sống của tôi thường là nước mắt chan cơm, khổ không kể xiết. Rốt cuộc tôi đã hiểu ra, đa số người thứ ba luôn nằm ở vị trí thấp hèn. Vậy mà hồi đầu tôi luôn ảo tưởng, cho rằng mình có hấp lực quyến rũ đến nỗi bọn đàn ông phải bỏ vợ để đuổi theo mình. Nhưng sự thật thì trong mắt mấy ông có vợ kia, bạn hay tôi, những kẻ đang ở vị trí thứ ba chỉ là những món ăn tạm vào lúc các ông muốn thay đổi khẩu vị mà thôi. Thông thường họ không thể vì bạn mà hy sinh gia đình, mà nếu họ có bỏ gia đình để cưới bạn chăng nữa thì hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ như ý, viên mãn giống như bạn tưởng tượng đâu. Vì hạnh phúc có thể hiện hữu khi chúng được xây trên nền tảng của ngoại tình, tà dâm bất chính, trên đau khổ của người khác. Bạn nghĩ xem, những kẻ có phẩm hạnh tà dâm xấu ác, tính toan cướp chồng, xe duyên cùng người có tâm bội bạc, muốn ruồng rẫy vợ con, thì cả hai đồng có được diễm phúc toại hưởng quả lành ư? Theo đúng luật nhân quả thì hễ đã gieo hạt đắng thì không bao giờ nếm được trái ngọt. Hạnh phúc nếu có thì cũng sẽ tan mau như bọt nước, bởi vì thiên lý không bao giờ ủng hộ những cuộc tình bất chính. Vậy nên may mắn thường không bao giờ đến với kẻ tà dâm. Chỉ những người chung thủy đức hạnh mới có đủ phúc phận nếm trải hạnh phúc. Bây giờ tôi nghĩ, may mà anh A không ly hôn, nếu không thì tội của tôi càng lớn và phiền não nghiệp chướng tôi phải gánh chịu sẽ là vô tận vô biên. Hồi mới quen nhau, vì tôi mà anh A hay về nhà muộn, khiến vợ anh buồn phiền nên giữa họ thường phát sinh gây cãi bất hòa. Bây giờ tôi chỉ biết âm thầm sám hối tội nghiệp của mình thôi. Bởi tôi sống mà gieo toàn hạt giống bất tịnh, vô hình làm ô nhiễm chánh khí trong trời đất, góp phần làm dẫn đục thanh khí, khiến thế giới càng thêm mất an tịnh. Sau khi học Phật rồi, tôi luôn tự trách mình và âm thầm sám hối. Hồi đó, sau khi chia tay anh A xong, thì tôi gặp anh B đang độc thân, nên cho rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi số kiếp kẻ thứ ba. Nhưng khi B quyết định về nước, tôi vô phương gian cầu anh ở lại với mình. Trong thời gian sống chung với tôi, anh còn phản bội qua lại với cô gái khác và cư xử với tôi rất ngang ngược, hống hách. B luôn thấy tôi chướng mắt. Xong, tôi lại một bề nhẫn chịu, nhưng cuối cùng thì B cũng bỏ về nước. Trước khi về, còn nói toạt ra là anh đã có vị hôn thê ở quê nhà đang chờ mình về làm đám cưới. Tôi cảm thấy quá bi ai, những tưởng lần yêu này là danh chánh ngôn thuận, nào biết rằng mình vẫn là kẻ thứ ba. Tôi đau buồn rất lâu, sau đó lại quen anh C, cũng độc thân. Sau bao lần trò chuyện, tôi mời anh về nhà, bị ảnh hưởng của rượu, chúng tôi cùng làm việc xấu. Thật đúng như câu cổ ngữ, bùng mau thì tắt dội. Tình cảm giữa chúng tôi nhanh chóng nguội lạnh, cuối cùng thì chia tay. Tôi ý thức được đây có lẽ là do lòng tôi chứa đầy tà tư, tà niệm, tà dâm, nên khiến xui mình gặp toàn những người gian dối, bịp lừa, không thật lòng yêu. Đa số họ chỉ là những kẻ muốn truy tìm và tận hưởng khoái cảm nhục thể, khiến tôi hết lần này đến lần khác nhận lấy biết bao tổn thương. Một phần cũng do tôi là kẻ đa tình lắm dục, nên chiêu mời kẻ có khí chất tương đương tìm tới, rồi tự chuốc lấy thống khổ không ngừng. Tà dâm chính là tự hủy hoại hạnh phúc mình, cũng là nguyên nhân khiến tài lộc quyền bị suy giảm rất lớn. Tà dâm làm vận may tiêu tan, xui xẻo thường đến, tai họa ập tới liên miên. Đây là lý do vì sao Phật chế giới không được tà dâm, tất cả nhằm để bảo vệ hạnh phúc cho chúng ta. Mặc dù lắm lúc kẻ tà dâm nhận thấy dường như họ không bị thọ báo, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy giận xui luôn bao trùm, làm gì cũng không thuận, thân thể thường sinh bệnh, nhất là những bệnh tình dục viêm nhiễm nặng. Tóm lại,
họ phải lãnh đủ nghiệp chướng trùng trùng. Nếu như có thêm ác nghiệp đời trước ập đến nữa, thì kể như vô phương chống đỡ. Giờ đây tôi thành tâm phát lộ sám hối những tội tà dâm đã tạo trong quá khứ, cũng khẩn thiết khuyên những ai có hạnh tà dâm tương tự tôi, hãy mau cải hối quay đầu, phát nguyện chấm dứt triệt để, không tái phạm. Chỉ có sám hối nghiệp chướng, tuân thủ giới luật Phật ban, nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện mới giúp chúng ta tăng thiện nghiệp, mới khiến đời sống, phẩm hạnh ta thăng tiến, chiêu cảm mọi việc thuận lợi. Do phạm lỗi tà dâm mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn gặp chướng ngại và thống khổ. Do tà dâm xem thường trinh khiết, dễ dàng sống thử và yêu đương bất chính, mà tôi thường mơ thấy cảnh địa ngục. Hồi tưởng lại quá khứ đau buồn, tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Té ra tà dâm và yêu đương bất chính là tự hủy hoại, làm giảm phúc lộc quyền của mình ngay trong hiện đời. Chết rồi còn phải xa địa ngục. Sau khi đến với Phật pháp rồi, tôi biết giữ giới, dứt trừ tà dâm, lưu tâm sửa lỗi hướng thiện và hướng được niềm bình an hạnh phúc. Vì vậy mà tôi thu hết can đảm phát lộ, sám hối, nói ra tất cả lỗi lầm của mình. Mong chư vị độc giả lấy đây cảnh giác. Cũng xin khuyên các bằng hữu, ngàn vạn lần không nên đi vào con đường tà dâm, ô trọc, vì đó là vực sâu dìm người vào thống khổ vô biên. Phật tử y. Ích lợi kỳ diệu của việc giới dâm. Tôi là một phụ nữ 39 tuổi, đang công tác tại một xí nghiệp nơi thành phố T, có gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương, có con ngoan ngoãn khả ái, còn được cha mẹ luôn quan tâm lo cho, phải nói cuộc sống vô cùng mãn ý. Tôi mới học Phật được một năm. Hồi đầu, khi nhìn thấy hai chữ tà dâm trong giới cấm của Phật, trong lòng tôi luôn cho mình là người tốt, thiện lương, hết dạ chung thủy với chồng, chẳng làm gì dính dáng đến lỗi tà dâm nên không lưu tâm chi. Thế nhưng theo thời gian, khi tôi học Phật thâm nhập thấm sâu giáo pháp rồi, mới phát hiện ra thảy đều do mình ngu si không biết, nên lầm cho là mình hay, mình đúng, tự ôm kiến chấp sai lệch, thậm chí đã phạm lỗi mà không hay. Tập khí tà dâm đúng là không thầy mà tự thông. Nhớ lại hồi 17-18 tuổi, có lúc quá hưng phấn, tôi tự thỏa dục, dần dà thành thói quen. Mãi đến lúc kết hôn sinh con rồi mà tật này vẫn chưa từ bỏ. Hồi mới bắt đầu phạm lỗi này, tôi thường áy náy, xấu hổ, cảm thấy mình thật dơ bẩn, hèn hạ. Có lần tôi tình cờ xem cổ thư Trung Quốc thấy ghi, thủ dâm khiến trăm bệnh theo đó phát sinh. Tôi liền hạ quyết tâm từ bỏ. Nhưng xui xẻo là khi lên mạng, tình cờ đọc các bài văn của nhiều chuyên gia viết, thấy họ tuyên bố thủ dâm giúp đời sống vợ chồng thêm phong phú, nào là giúp giải phóng năng lượng cơ thể, giúp giảm stress, giúp giải tỏa ức chế nhu cầu sinh lý, rất tốt cho sức khỏe. Hành vi này hoàn toàn không có gì nguy hại, đây là chuyện bình thường, không có gì phải quảng kinh hay tự trách. Thế là tôi dinh vào mấy lời khuyến khích này mà yên chí, tha hộ bành trướng thói tật, bởi thấy ngay cả các vị có tiếng tăm hiện đại còn cho đây là hành vi hợp lý, bình thường. Nên tôi cứ thực hành, yên tâm nghĩ rằng mình làm vậy không hề phản bội chồng, còn giúp cho đời sống chăn chiếu thêm phong phú. Do vậy mà tôi tiếp tục dâng theo chỉ bảo của các chuyên gia trên mạng, ném phăng tất cả lời dạy cổ thánh tiên hiền, không thèm để ý đến. Sau này, tùy theo tuổi tác ngày càng lớn, tôi mắc nhiều bệnh phụ khoa, âm đạo bị viêm, vân vân. Nhưng tôi không chú ý lắm, bởi cứ đinh ninh rằng phụ nữ thời nay ai mà không mắc mấy chứng này. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường. Nữ giới bị bệnh phụ khoa hiện có rất nhiều, cần chỉ phải lưu tâm, lo lắng. Mãi đến sau này, khi cảm thấy hạ thể thường tiết dịch sau mùi xú quế rất khó chịu, tôi mới nghĩ là mình cần vệ sinh tốt hơn nữa. Nhưng cho dù tôi tắm rửa ngày mấy lần, thay y phục mấy bận, thì tình trạng này vẫn không chuyển tốt. Đến khi học Phật rồi, tôi suýt té ngửa khi hiểu rõ ra thủ dâm chính là tà dâm, là hành vi cực kỳ sai lầm, rất đáng xấu hổ, cần phải dứt bỏ triệt để, và các chứng bệnh mà tôi đang mắc phải chính là do quả báo của tà dâm, thủ dâm chiêu cảm. Khi đó, tôi giống như bị một gậy đánh vào đầu, tâm tư bừng tỉnh. Từ giây phút đó biết thống thiết ăn năn những lỗi đã phạm trước đây. Từ đó tôi hạ quyết tâm, triệt để dứt bỏ thủ dâm,
tính đến giờ đã được 5 tháng. Tuy tôi mới đình chỉ, dứt trừ lỗi ác chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lạ thay, những chứng bệnh phụ khoa bỗng tiêu tan, biến mất hết. Điều khiến tôi hoan hỷ nhất là hạ thể không còn xuất hiện mùi hôi. Không ngờ giữ giới dâm lại đem đến nhiều lợi ích kỳ diệu cho thân lẫn tâm, khiến tôi mừng vui khôn xiết. Vì không chỉ thế, dung mạo tôi còn chuyển hóa sáng rỡ, và điều tôi vui nhất là mình đã thành nữ nhân thanh tịnh nhờ dân giữ giới cấm của Phật. Vì muốn báo ân Phật và mong quý vị được lợi ích nhờ xem bài viết này, tôi đã thu hết can đảm để viết chuyện của mình ra chia sẻ. Là đệ tử Phật, tất nhiên tôi không nói dối. Xin hãy tin kinh nghiệm mà tôi đích thân trải qua là hoàn toàn chân thực. Tôi tha thiết khuyên các chị em, đừng cho rằng mình đang sống trong thời buổi tân tiến mà khinh thường những lời dạy, những cảnh báo minh triết cổ xưa. Chúng ta phải thận trọng sáng suốt khi xem những bài viết khuyến khích sống buông thả, cho phép bản thân phóng túng tình dục trên mạng. Xin đừng tin vào thuyết thủ dâm là hành vi bình thường, đem lại lợi lạc. Cần phải hiểu rõ rằng, ít nhất thủ dâm cũng chiêu dời ba ác báo là: 1. Trăm bệnh theo đó phát sinh; 2. Thân phát mùi tanh hôi; 3. Vận khí luôn xui xẻo. Nguyện tất cả chị em phụ nữ đều xa lìa bệnh thật cổ não. Nguyện mọi người đều có được thân thể khỏe mạnh khang kiện, gia đình hạnh phúc. Minh Vũ, 20 tháng 3 năm 2012. Hơn 300 mạng. Hôm qua một cô gái từ Đông Hoang gọi điện thoại tới, ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh, tôi hẹn cô tuần sau. Nghe vậy, cô tỏ vẻ rất sốt ruột, nói: "Không được, ông Đặng ơi, xin hãy làm ơn, ông có thể giúp cho tôi sớm hơn không?" Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm, bèn hẹn cô ngày mai. Hôm nay, mới hơn 9 giờ sáng, cô đã đến. Đó là một cô gái 29 tuổi chưa kết hôn. Cô kể mình họ Thẩm, tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp, hóa ra là do cô tò mò, chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi. Cô Thẩm là người thật thà chất phác, lớn lên ở miền quê, cha mẹ đều là nông dân. Cô có một em trai và một chị. Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc, nhưng không phải vậy. Ngay từ nhỏ, cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc. Vì 8 tuổi mới đi học, nhưng cô không thể viết chữ, do vậy mà cha mẹ không thương. Phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt, nên hay la mắng cô, cư xử rất bất công. Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô, cho nên từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận oán. Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm, trước đây gan hay bị đau, cô có trí nhớ cực tồi. Cô đã đến chùa làm công quả 2 năm, được người dạy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cô không nhớ nổi. Ngực cô thường đau, luôn có cảm giác khó thở, ngón tay út và áp út bên phải bị đơ cứng, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. Từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có tiếng người nói bên tai. Tôi hỏi cô vài câu đơn giản xong thì bắt đầu giúp cô vào cuộc diễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường, nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì. Chả lẽ cô thật sự quá ngu độn ư? Xem tướng cô thấy cũng không đến nỗi tối tăm lắm, có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi, nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô. Khi tôi bảo cô hãy nhớ về năm lớp 10, thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn, thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia, khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người lường gạt đem bán đến một nơi rất xa. May là cô ta lanh trí chạy trốn được, nên không bị xâm hại. Khi cô Thẩm thấy đến đây thì lộ vẻ rất hối hận, cô bật khóc, lệ tuôn đầm đìa. Tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên. Cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi, toàn thân phát run. Tôi hỏi, chuyện gì khiến em sợ dữ vậy? Cô đáp bằng giọng trẻ thơ, đầy sợ sệt nói, cha đang đánh tôi. Ký ức ấu thơ đang ùa về, cô miêu tả, cha hay đánh tôi lắm,
ông dùng roi quất vào bắp chân, rất đau. Cô vừa khóc vừa kể. Tôi hỏi tiếp, hồi nhỏ chuyện gì khiến cô khó quên nhất? Một lúc sau, cô đột nhiên bật khóc, hét to lên. Mẹ cư xử thiên vị, không công bằng. Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt nên chẳng thương. Hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị và em trai chứ không cho cô. Tết đến, chị và em cô được may y phục mới, nhưng cô thì không. Khi cô bị cha đánh đòn thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào cười. Điều này khiến cô rất buồn. Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt hai mươi mấy năm như quả nhiệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cừu hận qua màn nước mắt. Tôi hận họ, hận chết đi được. Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn hai năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thai giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ 3 đến 7 tuổi, ảnh hưởng cha mẹ đối với trẻ cực kỳ lớn. Cô Thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, lòng đã ôm oán hận thâm sâu. Vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên hóa giải oán hận, cô bật khóc to. Những oan khuất và oán hận hóa thành suối lệ tuôn tràn. Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân. Đôi mày hết cao có và mặt cô giãn ra, lộ vẻ thanh thản. Tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ. Té ra vào một đời nọ tại Triều Thanh, cô là một phụ nữ nông thôn, có hai con trai, con cả 5 tuổi, con út 3 tuổi. Chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kiếp đó, cô đối với hai con trai không tốt, nhất là đối với con trai đầu, cô rất ghét bởi vì nó rất ngu và cô thường đánh đòn nó. Đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt. Có lúc cô mua đồ cho con cả mà không thèm mua cho con út. Hai con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô Thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay là mẫu thân cô. Lại tiến sâu về kiếp trước nữa thì cô Thẩm nhìn thấy vào đời Minh, mình là một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, mặc giấy hồng, đang đứng một mình trong vườn hoa. Lúc đó trời chạng vạng tối, tâm tư rất buồn khổ. Bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ, phụ thân luôn thấy cô chướng mắt, thường hay đánh đòn, mẹ cũng rất ghét cô. Cho nên vào kiếp đó cô cũng rất oán hận cha mẹ. Cảnh đó giống hệt như thời ấu thơ, đời này mà cô đã trải qua. Kiếp đó cô có một em trai. Lẽ nào đây là chân tướng luân hồi, đời đời kiếp kiếp không ngừng báo oán, đền bồi, dày dò nhau, không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh. Tình hình cô Thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn dần xoay mãi như thế, xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi. Nếu kiếp này không minh bạch, không giác ngộ, không chịu buông xả hết oán hận cưu mang trong lòng, thì khổ cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau, biết bao giờ mới kết thúc. Không lẽ đây chính là điều mà Phật giáo thuyết giảng, đời đời yêu, oán tình, thù, xui ta tìm nhau đòi nợ, đền nợ, tâm báo ân, báo oán không ngừng tái diễn, luân lưu không dứt. Tôi thầm cầu cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly luân hồi thống khổ, vĩnh viễn sống trong tri ân, hạnh phúc. Trong quá trình thôi miên, tôi còn phát hiện ra một chuyện nhân quả khác của cô Thẩm nữa. Lần thôi miên đầu kết thúc, cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở rất nhiều, nhưng hình như vẫn còn chút gì đó ngăn trệ bên trong. Khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần hai, chuyện ngoài sức tưởng phát sinh. Cô Thẩm nói, hình như có gì đang ở trong ngực, trong não tôi. Tôi liền hướng dẫn tiếp tục, thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông, nghe rất hung ác. Tôi vội hỏi, bạn là ai? Ta là kẻ bị tên này sát hại. Giờ bạn muốn thế nào? Ta muốn y chết, quyết không tha. Giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác. Tôi ngẩn ngơ, vậy rốt cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dần tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời Tống, lúc đó cô Thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô Thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá, ta muốn giết tên Khang. Vì sao muốn giết?
y rất đáng chết vì dám khởi ý phản bội, mưu tính lấy đầu ta. Té ra, tên Khang là quan thuộc hạ trong triều, đang âm thầm liên kết với nhiều người để làm hại ông Khánh. Do đã biết trước, nên một ngày nọ ông Khánh dẫn theo nhiều binh sĩ, xông vào nhà Khang, giết sạch toàn gia hơn 300 người. Riêng thuộc hạ Khang bị Khánh đâm trúng tim mà chết, còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng vong. Vì vậy, kẻ gá vào ngực hành hạ của Thẩm chính là Khang. Do hắn bị đâm trúng tim chết, nên bây giờ trả thù bằng cách hành đao nơi ngực. Còn hai vong bị chặt đầu thì gá vào não cô. Riêng 300 người kia thì một số gá vào đầu, số thì gá vào tay phải. Vì lúc tàn sát họ, cô cầm gươm bên tay phải. Cô Thẩm đến 8 tuổi mới đi học, nhưng không thể viết chữ. Trí óc không thông minh linh hoạt, tim thường bị đau, là do có liên quan đến vụ đại thảm sát 303 mạng này. Sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô Thẩm, hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hễ muốn viết chữ thì tay cứng đơ không nghe theo, giống như cố ý chống lại cô vậy. Hơn nữa trong não cô luôn lộn xộn rối ren nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận quán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ hóa giải. Tôi khuyên cô Thẩm hãy nhận lỗi, sám hối. Thế nhưng, chỉ có một số ít vong linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm quán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô Thẩm tiếp, dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nguyên nhân đầu tiên, hầu có thể giúp hai bên hóa giải hận thù. Lần này cô Thẩm kể, kiếp đó vào triều Đường, cô là một phú ông họ Trương khoảng 30 mấy tuổi, rất giàu, có đông người hầu hạ. Thình lình một hôm nọ, có 3 người bịt mặt, dẫn theo 20 người, tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của Trương Phú Gia để cướp. Nhưng ông Trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng, nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết, mà toàn gia ông hơn 100 người cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu. Khi cô Thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, cất tiếng van xin như thể đang là Trương Phú Gia. Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông, hắn ra tay độc ác, đâm một dao vào tim ông Trương. Cô Thẩm nói, mặc dù họ bịt mặt, nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó. Do thấy hắn làm việc quá tệ, nên Trương Phú Hộ không hài lòng, đã đuổi cổ hắn. Vì vậy mà hắn ôm hận, kết bè đảng, rủ nhau đi cướp của ông. Ngay giây phút cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp kia, thì 300 quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác, nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều Đường, thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, về hạnh nguyện từ bi của Ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Bọn họ rất hoan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu vang vọng, cô Thẩm bảo tôi, cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng, từng người đứng trên hoa sen, theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô Thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt ra về, tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chọn công tác khác, không biết mình sẽ ra sao. Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả, rút ra được rất nhiều bài học hay, tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo, dù sức tôi kém, nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh. Nhân quả báo ứng không sai mảy may, quan quan tương báo không bao giờ dứt. Hơn nữa càng báo quán, thù càng sâu nặng. Mới đầu là giết hơn 100 người, đến lúc báo thù lại thì thành 303 người. Chỉ có buông bỏ quán thù, chân thành sám hối,
trong sinh hoạt thường nhật cần đem phiến tâm thành đối đãi bình đẳng với tất cả. Như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ. Giáo sư Đặng. Hấp tinh quỷ. Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ. Vậy chúng hoạt động như thế nào? Khi nam nữ phóng túng tà dâm, ngoại tình, ngoại hôn, không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái vụng trộm, sống lang dạ, tà hành, thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện. Tôi có anh bạn, mới đầu rất chống đối các trang website hay khiêu dâm, cho đó là vô đạo đức, sa đọa. Nhưng thời gian lâu dần, anh cho rằng dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao. Nào ngờ sau khi tò mò xem thử, nhìn tới dòm lui một hồi, triết rồi anh đâm ghiền. Bỗng một hôm anh tâm sự, các phim, truyện, đĩa sét có nội dung kích dâm gợi dục, không nên xem, phải nói là tuyệt đối không nên xem. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có hình quỷ hiện lên trong các cảnh quay các pha tình dục này, thật kinh hãi quá. Té ra, hôm đó anh lên mạng xem xét, bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ. Ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách, thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng quỷ đang phục sẵn ở đó. Nửa thân trên của quỷ lộ rõ, gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù, nhìn giống mặt người nhưng trông rất đáng sợ. Con quỷ hiện ở phía sau này đang nhìn chằm chằm vào dâm nữ, điều khiển cô ta diễn trò bẩn thỉu. Nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm, mê loạn, không còn chút tỉnh táo. Điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng. Kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi trụy nữa. Anh xúc động nói, hèn gì mà người xưa nói, các dạng quan hệ, không phải phu thê, đều có quỷ lẫn, quỷ ám. Mà đúng là có quỷ trà trộn vào ẩn trong đó. Kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh khí thần, càng lúc càng nhiễm tà, càng trở nên ngu đần, mê muội. Một anh bạn khác của tôi tuy không ưa ra ngoài lăng nhăng nhưng rất khoái xem xét trên mạng hay trong băng đĩa. Thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm, hình lõa thể hay xét nghệ thuật. Xem được một thời gian lâu, anh kể rằng bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể, khiến thân trở nên suy yếu, mất tự chủ và cứ ra mồ hôi lạnh. Anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt, lập tức đình chỉ, không xem nữa. Thỉnh thoảng hễ theo thói quen có nhớ đến sét thì anh liền khống chế, không cho nghĩ tiếp nữa. Dần dần, trạng thái này ít đi, đến mức khi mở vi tính, anh chẳng còn muốn xem các mục sét hay phim ảnh đồi trụy nữa, mà vội chuyển sang trang khác ngay. Một pháp hữu có thần thông đã khai mở thiên mục, từng cảm thán nói với tôi, tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách như thế? Phải hiểu là người có nhiều dâm tâm bất chánh sẽ chiêu dời tà quỷ tới, mà những phim ảnh đồi trụy thường chứa âm khí rất nặng, khiến người ưa xem trào dâng ham muốn rồi bắt chước làm theo, dễ dàng tạo cơ hội cho loại quỷ hấp tinh tìm đến gá vào, suối bẫy thêm, khiến họ không khống chế nổi mình. Cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô phi nhân cách. Loài quỷ này không phải ai chúng cũng có thể làm hại, mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn, lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới, và đương nhiên chúng có quyền làm hại. Các băng, đĩa, phim, ảnh sét, bao gồm các trang web đồi trụy, chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn, và đây chính là môi trường béo bở, là lạc viên của quỷ hấp tinh, quỷ hành bệnh trú đóng. Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát thì xem như hết cứu. Lúc đó, bạn cử động đi đứng gì đều thấy khó khăn và sẽ nếm trải tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem xét phóng túng tình dục chiêu hậu quả rất đáng sợ. Thực tế bạn chẳng nên dây vào. Tầm qua hỏi liễu bại thân nhà, do bởi mắt tai ưa dâm tà, dương thế mặc dù chưa xa lưới, chết rồi khó thoát tội hình tra. Kiếp người chưa tới trăm năm, chớp mắt thân này đã mất, chớ nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ vạn kiếp. Cũng xin giải thích thêm là khi đoạn phim lẫn ánh chụp cuộc mây mưa bất chính của cặp nam nữ
có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên, đã phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng. Do hình lưu truyền trong nội bộ, chỉ hội viên mới được xem. Nhưng đây là chuyện quái lạ hy hữu chưa từng thấy. Dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua, nhưng đủ khiến người xem nổi ốc. Phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình đã châm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ, gây ầm náo và dậy sóng, đến nỗi cả vùng Đông Nam Á cấm quảng bá hình này. Riêng tôi đã xem kỹ bức hình, lúc nam nữ đang chìm đắm trong dục lạc u muội, rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường nhìn họ kích tình. Gương mặt quỷ này dù chỉ nhìn qua trong thoáng chốc, nhưng đủ khiến ta nổi ốc, kinh sợ đến mức hứng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được gương mặt quỷ với phẩm chất quỷ ngoài sức tưởng tượng như thế. Quả chân hiện thế báo của tà dâm. Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn. Người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, người đến tìm tôi trị bệnh rất đông. Quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết 1/3 là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy, thì tôi xin nhắc nhở. Có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu. Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên. Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm, tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân, súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là cùng có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm, chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc, hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm, thậm chí dù có ở trước tượng Phật cũng không kèm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trượt, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trụy vân vân, từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm, chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quan sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này
thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có một hai tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhờm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả, để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tà dục, lang chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu quan tinh lực. Vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh khí thần. Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại. Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo, chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. Chuyện anh Ca. Đây là câu chuyện có thật, xảy ra cho anh Ca, bệnh nhân của tôi. Anh Khôn Ngô Tuấn Tú khoảng 36 tuổi, làm việc tại ngân hàng, sinh hoạt giàu có, tiền bạc dư xài, rất được gia đình bằng hữu xem trọng. Nhưng anh bị mất ngủ nặng. Tôi quan sát thấy sau lưng anh có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh. Khí xà dễ phát hiện, nó đang trộm hút tinh khí của anh. Tôi nhìn bằng linh nhãn nhưng không tiện nói ra với anh, đành âm thầm tìm hiểu việc này. Thực tế trong sinh hoạt, người bị dâm xà gá thân tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh. Những người có ý nghĩ không thuần khiết thiện lương, lòng đầy dục nhiễm, thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà, còn gọi là vật thể âm, tìm đến quấy nhiễu, khiến thân họ phát đủ bệnh. Và loại bệnh này tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra. Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh như suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ, vân vân. Để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau. Tôi hỏi, có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn? Đúng vậy, nhưng bao lần định tiến tới đều chẳng thành. Không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi, mà là do bên nhà gái không chịu. Cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị dở tan. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, anh luôn bị chứng mất ngủ, mà hay ngủ là thường di tinh, có phải vậy không? Vâng, tôi còn có một cảm giác rất lạ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn. Nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình, gợi tình, kích dục. Thế là tôi không kềm chế được và bị di tinh. Hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh di tinh cùng nữ lang kia nữa, mà trước tiên cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa. Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh thì bảo gì tôi cũng nghe theo. Tôi nói, bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực. Có phải anh từng gạt lừa tình cảm một cô gái thời gian đại khái vào lúc anh ở trong quân ngũ? Dạ, quả có chuyện này. Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ, làm trong ban truyền tin, do không bận rộn lắm nên hễ đến chủ nhật thì tôi xem phim, dạo chơi. Qua bạn bè giới thiệu tôi quen một cô gái giao du thân thiết, thường hẹn hò cùng nhau. Ngày nọ, máu nóng trào dâng, dâm tâm khó kềm, tôi liền gạt cô ta, nói rằng anh thực lòng yêu và rất muốn cưới em. Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt. Xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai. Nghe cô báo tin, tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ. Sau đó thì giục cô ta hãy mau đi phá thai, bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi. Nhưng trước đêm tôi quay về, cô ta nói, nội trong 3 tháng mà anh chẳng đến cưới em thì em sẽ tự sát rồi tìm anh. Đến nay thì chớp mắt đã 10 năm trôi qua, tôi cũng vì chuyện này mà lòng luôn thắt thỏm không an. Nhưng tôi chưa bao giờ thố lộ với người nhà vì muốn giữ thể diện cho mình. Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh? Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh,
nhưng do ôm mối lo này nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng. Đúng vậy, hiện tại chỉ có Ngài nhìn thấu tim gan tôi, xin hãy cứu tôi hiện rất thống khổ.